Cô Phú xin chào đến tất cả mọi người. Một câu chuyện buồn vào cái dịp xuân cuối năm, cô Phú xin được phép chia sẻ đến với mọi người. Thì bây giờ là tầm khoảng 9 giờ tối, thì từ hồi chiều tới giờ là khoảng tầm khoảng 5-6 giờ chiều, thì có rất là nhiều người gọi điện đến kênh cô Phú cũng như là nhắn tin. Đó là ở dưới ngã tư Thủ Đức, ở quận Thủ Đức có một cái câu chuyện rất là buồn vào dịp cuối năm. Theo như thông tin của Phú được biết á, thì đây là có một cái cặp vợ chồng đi mua hoa để mà lên Sài Gòn bán, thì không may là trên đường đi thì người vợ bị đột quỵ là mất, và hiện tại là số hoa đã lấy rồi rất là nhiều, nên là người chồng cố gắng là bán cho hết cái số hoa để có thể kịp trở về nhà lo toan cái việc mà còn sót lại về việc ma chay của vợ. Hôm nay cô Phút xuống để mà cô Phút kêu gọi cộng đồng để mà mua hoa đến cho người chồng để cho anh được về sớm. Và cái câu chuyện nó sẽ như thế nào và chi tiết như thế nào thì một chút nữa thì mọi người sẽ được nghe người chồng kể lại. Còn bây giờ thì cô Phút sẽ chạy xuống ngay chỗ ngã tư Thủ Đức để mà hỏi cái chỗ bán hoa ở đâu. Đây mọi người, khi nãy thì Cô Phút có lộn địa chỉ, Cô Phút tưởng là ở dưới ngã tư Thủ Đức. Thì sau khi mà hỏi một vài người thì Cô Phút mới biết là ở trên đây thì cái chỗ của anh Phương bán đó là cái chỗ nhà máy nước ở số 2A đường Lê Văn Chí ở quận Thủ Đức. Nhưng mà vừa tới nơi thì có gặp anh Phương. Thực sự là anh Phương ảnh rất là buồn. Hiện tại là ảnh đang uống vài lon. Và cái hoa bông ở đây á, là đã bán hết rồi. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người về cái việc mà mua hoa. Hiện tại là anh Phương ảnh nói là còn vài cái cây như là cây dừa với lại cây bắp. Khi nãy thì GoFood cũng có xin phép anh Phương về cái việc mà ghi hình. Thì anh Phương anh có nói là mấy ngày qua thì thực sự là rất là đau buồn, với lại rất là nhiều người hỏi về cái câu chuyện của anh, nên là anh không muốn khơi lại cái câu chuyện. Thì cái câu chuyện của anh Phương thì khi nãy thì trên đường thì GoFood cũng có chia sẻ cho mọi người một chút xíu rồi. Trước mắt như vậy thì anh Phương có nói là ngày mai anh Phương về lại Đồng Nai. Và điều đặc biệt là anh Phương không, mấy bữa nay là anh chỉ mong có những báo, những cái kênh ở trên YouTube người ta tới để mà người ta chia sẻ về cái việc mà để cho mua hoa dễ dàng hơn. Gọi là anh Phương cảm ơn rất là nhiều về việc đó, nhưng mà ngược lại anh Phương cảm ơn mọi người là anh Phương từ cái xảy ra vụ việc tới giờ thì anh Phương không có nhận tiền từ Mạnh Thường Quân. Và GoFood thì hồi nãy thì cũng có nói là anh Phương còn mấy cây bắp, mấy cây dừa. Thì GoFood nói là để GoFood trích cái số tiền ngày hôm nay mà Mạnh Thường Quân dự định sẽ gửi đến cho anh Phương, GoFood sẽ mua hết toàn bộ cái số bắp với lại dừa. Có thể là GoFood sẽ gửi vào chùa để cho ngày mai anh Phương về khỏi mà tốn thời gian để mà đợi mà khách mua số bắp với số dừa. Thì bây giờ sẽ qua đó để là gặp anh Phương. Là hiện tại là bây giờ là còn khoảng chừng một chục chậu bắp với lại bốn chậu dừa. Ngày mai là anh Phương dự định là sẽ về lại Đồng Nai đúng không anh? Không, về Vĩnh Long. Về Vĩnh Long hả? Dạ. Vĩnh Long đó, mã mộ rồi chứ. Dạ. Xây mã. Về bên vợ. Thì khi nãy thì chỗ hơi tối nên là anh Phương anh chỗ này. Hồi nãy thì em cũng xin thưa với lại anh Phương với lại thưa với mọi người, khi nãy thì cũng có trò chuyện trước với anh Phương, thì anh Phương anh nói là cái chuyện nó đã qua rồi, thì không muốn khơi lại cái nỗi buồn, tại vì mấy ngày qua là rất nhiều người tới để mà quan tâm tới anh Phương, nên là người ta cũng có hỏi, rất là nhiều người hỏi. Thì anh Phương anh nói là thôi không có nói về cái câu chuyện đó nữa. Trước mắt là về cái việc mà xin thưa với mọi người là cái việc mà những nhà báo hoặc là những cái bạn mà YouTube tới đây để mà kêu gọi người dân mua hoa cho anh Phương về sớm
Thì anh Phương rất là cảm ơn. Còn cái tiền mà của Mạnh Thường Quân hỗ trợ đến cho anh Phương thì anh Phương có nói là sẽ không có nhận gì hết. Tại vì anh Phương nói là còn những cái hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ hơn. Đúng không anh Phương? Đúng rồi. Dạ. À, anh Phương là dự định là ngày mai sẽ về Vĩnh Long lại. Phương nói là khoảng 25 Phương mới về, chứ Phương không có nói ngày mai. Ngày mai 23 tại ở đây bán cho hết mấy cây dừa với mấy cây bắp, như là giải quyết nợ nần cái mới về trả. Nếu mà có giữ mạnh rồi mua hết thì ngày mai anh Phương về sớm. Dạ. Hiện tại là bây giờ cái số cây là tầm khoảng bao nhiêu tiền nha anh? Số cây nào? Số cây đã bán rồi hay như số cây? Số cây mà hiện tại là còn ở hiện tại luôn nè. Mấy cây dừa, mấy cây bắp á em. Còn bao nhiêu đây hả? Còn ở trước là anh nói là của ai? Dừa, cũng của nó luôn. À. Tôi bán dừa Tết lên mà dừa uống nước á mà. À. Nên về lo bảo mầu cho em vợ của nó. Dạ. Yeah. Là được 5 ngày đúng không anh? Về lo về bên vợ thôi, chứ mình đừng có nói mình lo cái gì trong đó công. Thì về quê vợ á, em bán hết. Mình nói được mình em bán không được, làm không được. Ông này ông hiền quá ha. Thì có sao nói vậy người ơi. Ý nói là anh Phương nè. Tôi nói cái phải rõ. Đúng rồi, nói vậy được. Mình về bên quê vợ chứ mình đừng nói tôi không có nói tôi làm cái gì hết. Đúng rồi. Về bên quê vợ. Anh có thể chia sẻ với mọi người là cái việc mà anh tại sao mà anh không có nhận tiền từ Mạnh Thường Quân không anh Phương? Tại vì Phương nghĩ Phương cũng may mắn hơn những cái mảnh đời đó. Tại vì người ta nhiều khi những cái ca bệnh hoặc là những bệnh ngặt nghèo người ta cần tiền hơn Phương, thì Phương xin nhường lại những cái phần tiền mà của Mạnh Thường Quân và các kênh mạng báo đài đồ, hoặc là những sự giúp đỡ của mọi người, nên để phần tiền đó để dành lại cho những cái mảnh đời còn khổ hơn Phương nữa thì yeah. Phương rất cảm ơn. Chị em đầu rớt trong gia đình giúp đỡ cái đó, thì đúng là em út của mình nó đang như vậy thì phụ giúp đỡ nó vậy thôi. Tại vì em cũng mới biết được cái tin từ gọi là từ mọi người, người ta có gọi điện nhắn tin cho em, nên là thật sự là hôm nay là xuống đây là gọi là hơi em thấy hơi ngại đối với gia đình, thật sự á, thật sự rất là ngại. Không biết bằng tên gì. Em tên Sinh. Tên gì? Sinh. Sinh hả? Dạ, một chút em đưa cái kênh của em cho anh biết. Cũng cảm ơn Sinh, nhưng mà Sinh cũng tôn trọng Phương là không có nhắc chuyện dạ. Thì Phương mới để cho Sinh quay lên sóng. Dạ. Chứ còn hồi sáng này, riêng ngày hôm nay thì cũng có mấy bạn xuống cũng tính quay và yêu cầu nhắc lại, Phương từ chối. Đúng rồi. Tại vì cứ rất nhiều báo đài, không phải mình không cần, nhưng mà đã chuyện qua rồi, giờ mọi người cũng đã giúp đỡ mình rồi. Nhưng mà cứ mỗi người cứ quay lại, cứ coi lại hoài thì Phương chịu không nổi. Đúng. Đó. Chứ không phải là Phương không cần mình phải lên. Đúng rồi. Lên sóng. Nhưng mà xin thì nói là chỉ là nói về những về cái phần sau. Dạ. Thì giờ Phương còn có 4 cây dừa, 4 chậu dừa với lại 8 chậu bắp ha. Dạ, cái đó này để một chút là em mua. À. Thì em cũng có nói với lại anh Phương là như vậy, là về cái phần cây cảnh thì còn lại thì để em mua. Dừa hai thân nha bạn. Dừa hai thân hả? Dừa hai thân nha. Dừa này là dừa gì anh Phương? Dừa xiêm. Dừa hai thân là bán dạng thọ nè, với lại bắp nè, lại dừa dịu á, dịu ương lên á, dịu vợ Phương á, ương lên á. À, vậy là ở nhà tự ương luôn chứ không có mà lấy lại. Em tưởng là cái kỷ niệm á, cái kỷ niệm á của vợ nó làm á, làm nên kỳ tích á đó.
nhưng mà chị ương luôn, nhưng mà nó tự nó hên nó ra vậy thôi chứ mình làm sao mình biết. Ủa à, hai thân ba thân được để em coi. Mà cái dừa thì nó là thật sự như vậy. Ừ. À, anh nói em mới tự nhiên em mới sực nhớ nghe, là thường thường là mấy cây dừa là đúng rồi, có một cái cây à hai thân là sao ta, không hiểu là cây này có một thân nè các cơ. Một trái thôi, một trái dừa mở lên á, cái dừa lên cây thôi đó, nhưng mà cái này lên hai cây. Có nghĩa là tự động nó lên vậy, nó muốn lên nó lên vậy thôi hả? Giống như con người của mình ghép giống vậy, nhưng mà cái này không, mình không có ghép được. Dạ. Hiện tại là bây giờ còn khoảng 10 cây bắp với lại 4 cái chậu dừa. Là Mạnh Thường Quân có biết về cái câu chuyện của anh, người ta có gửi một chút tiền để mà gửi gọi là cái tiền phụ đến cho gia đình về cái sự việc của vợ anh, nhưng mà anh Phương nói là anh từ bữa tới giờ anh không có nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân, thì em sẽ lấy cái số tiền này em sẽ mua còn lại dừa với lại bắp của anh Phương. Là hết là cái này là bao nhiêu anh? Tiền chiên chở luôn nha, chút là chở vô chùa luôn á. Có thể ngày mai chở cũng không được, không cần chút. Cái tiền chiên chở thì mình không có biết. Thì một chút em gửi cho anh luôn, em gửi cho anh giùm cái tiền chiên chở luôn đúng không anh hai? Chiên chở luôn để mà mai ví dụ kêu người ta cái chở vô chùa giùm em luôn, tại mai chắc em không có mặt ở đây. Đúng không anh hai? Có thể là sáng mai cũng được vợ. Chừng nào cũng được hết á. Chừng nào cũng được hết á. Thì bây giờ thì tiền mấy chậu bắp thì thôi cho thằng em nó, thì nó dạ, anh với anh phụ thôi, nói chung là anh dạ, còn anh sẽ sẵn sàng nè, anh sẽ sẵn sàng anh chở đi cho. Dạ anh sẽ sẵn sàng anh phụ nghe em anh chở đi thôi cho. Kêu người ta được rồi, kêu xe ba gác lại chở được, mà anh chở công lắm. Chở là bao nhiêu hết anh Phương? Khoảng 2.7 triệu. Dạ 2.7 triệu ha anh. À, để em gửi. Anh cầm giùm em 1 triệu nha. Tại vì em một. Cái này là tiền mua cây chứ không phải tiền gửi nha. Ngắt dạ. Nha. Tiền này là tiền em trả anh, là tiền mua cây. Rồi giúp đỡ anh thì cái này dạ, nhận. Thì bây giờ là em trả là 2.7 triệu nhưng mà em đưa 3 triệu, còn 300 là cái tiền chuyên chở vô chùa giùm em. Đó, em gửi 3 triệu. Rồi rồi. Dạ. Vậy nha anh. Vậy là anh nhận 300 kia nha. Dạ, 300 anh gửi vô cái tiền chuyên chở giùm em. Mình cũng xin nhắc lại là mình rất cảm ơn kênh của bạn, xin là kênh GoFood. Dạ. Mình cảm ơn gọi là mọi người trong kênh, là gọi là sao ta, là cái này mà... cộng đồng hả? À, cộng đồng. Dạ. Cộng đồng trong kênh. Dạ. Cảm ơn rất nhiều các bác, các cô, các chú, các anh chị, các bạn bè trong cộng đồng. Dạ. Mình cảm ơn rất nhiều. Tiền này thì tiền bán cây thì mình nhận. Còn tiền giúp đỡ mình thì mình xin nhường lại cho những mảnh đời mà khổ hơn mình nha. À, anh Phương anh cũng có chia sẻ thêm với mọi người là anh nói là vào dịp Tết thì ảnh có hàng năm thì ảnh có bán hoa bán bông ở ngay chỗ số 2A đường Lê Văn Chí. Nếu mà mọi người có duyên với lại anh Phương thì mọi người hàng năm tới đây để mà ủng hộ mua hoa cho ảnh, đặc biệt là người dân ở Thủ Đức. Thì thường thường những cái ngày mà anh bán hoa ở đây á anh Phương là ngày mấy để mà người ta biết người ta tới đây năm sau? 18 âm lịch với yeah. 18 tháng chạp âm lịch. Khoảng 18 ha. Dạ. Thì nói chung là hàng năm á, thì Phương bán bông vào ngày đó, nó sớm hơn người ta để Phương cung cấp bông để cho những cái người mà ở xa thôi, chứ ở thành phố rồi đi ngang lên đây mua bông đi tảo mộ ở nghĩa trang thành phố á. Dạ. Nên Phương bán hơi sớm hơn những người chỗ khác. Nhưng mà hôm nay thì có việc nhà nó buồn quá nên Phương bán nó giá nó quá trời mềm luôn, nên để tính nghỉ về sớm, nhưng mà kẹt cái là cũng không về được sớm, vẫn còn số này. Nhưng mà nhờ cái kênh của bạn Sinh thì đưa lên thì bạn đã mua ủng hộ cho Phương thì Phương rất cảm ơn. Dạ. Thì khoảng
khoảng năm sau, cái ngày này năm sau thì cũng như trên cộng đồng mạng của trên Trung Quốc thì ai còn nhớ đến Phương, rất mong được sự ủng hộ của các bạn để ủng hộ mua bông về chi tết, ủng hộ cho Phương, cảm ơn nhiều. Dạ. Giờ mấy giờ ta? 10 giờ anh. Thì sẵn đây thì cũng Phú sẵn đọc cái số tiền mà 3 triệu đồng mà Mạnh Thường Quân mua ủng hộ bông đến cho anh Phương. Thứ nhất là của cô Hiền Phạm ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là của cô Cục Cưng Đô La ở Đức là 1 triệu. Thứ ba là của cô Phương ở Texas ở Mỹ là 1 triệu. Tổng cộng là 3 triệu đồng. Ngày mai thì anh của anh Phương sẽ chở cái số dừa với lại bắp thì vô chùa ở gần đây. Anh có nói là mấy cái này là của chị Ương đó ha. Nói chung là Ương thì mình đã dừa đó thì cây nấy mầm thôi chứ mình đâu có biết mà nó ra được. Nhưng mà phải cũng hai nhánh nè. Cái công việc này mà ương cây với lại bán bông này là không có bán quanh năm, chỉ bán dịp Tết thôi. Đúng rồi. Còn quanh năm thì Phương cũng lên đây, tại Phương ở tạm trú ở đây. Quê Đồng Nai nhưng mà cũng tạm trú ở đây. Phương có bán dừa ở ngoài cũng ở số 2A này. À. Phương tạm trú đây cũng mấy năm rồi, nhiều năm rồi. Phương vợ chồng thì bán dừa ở ngoài cổng. À, vậy em đâu có biết đâu, em tưởng là bắt đầu em tưởng là ở dưới tỉnh rồi lấy bông rồi bán ngày Tết thôi chứ. Mạnh Thường Quân để nè, để cầu quay. Dạ. Cũng nhờ rất nhiều đó. À vậy anh trực tiếp luôn hả? Dạ. Khi nãy thì cô Phút là tưởng là anh vợ chồng của anh Phương là bán lấy bông ở tỉnh rồi lên đây bán ở số 2A đường Lê Văn Chí nè, thật ra là bán bông ở dịp Tết thôi, còn chủ yếu là vợ chồng là bán dừa ở số 2A là mọi người. Nếu mà ai đi ngang ở khu vực này ở Thủ Đức là ghé ủng hộ mua dừa cho anh nha. Đó. Dừa. Hai vợ chồng bán là 4-5 năm nay rồi ha anh. Mới bán có anh 1 năm mấy. À. Thôi đi vô đi chứ đứng đây rồi buồn nữa. Thấy lủi thủi không, lủi thủi uống có một lon bia mà xỉn rồi đó mọi người. Còn nghẹp quá. Cũng có ông anh hai, ông anh của anh Phương, ảnh nhiều khi hai anh em mình cũng uống có mấy lon bia mà xỉn rồi nè. Hồi nãy có cái anh kia nữa. Riêng cây dừa này á thì em sẽ đem về nhà em trồng. À, nha. Nó độc quá, hả? Riêng cây dừa này thì em về nhà em trồng hai nhánh. Là nữa nó vừa này vừa kiển nhưng mà nữa nó cũng cao tới khoảng 2-3 mét thôi anh. Không, cái vừa này là vừa uống nước chứ không phải vừa kiển. Nếu em thích em cho xuống đất luôn. À. Sau này nó có giá trị. Dạ. Nếu em muốn để trong đây thì cũng được thôi, nhưng mà nó dài quá. Nó không có dinh dưỡng, nó không có lớn. Đâu có. Em cứ lâu lâu em thấy thì em vô ít phân đó. Dạ. Nó không có lớn hoài, nó không có lớn. Nên mình ép nó. Ồ dừa này uống ngọt lắm nè. Dừa sim. Mà nó mình trồng trong mình ép nó thì nó không lớn, còn mình thả đất thì nó mới lớn. Đúng rồi. Ở dưới quê em cũng nhà em cũng có vườn á, cũng có trồng dừa. Không biết. Nhưng mà nếu mà ra đất thì nó lớn, nó có giá trị đó. Hiếm lắm mới có cái hai cái nhánh như vậy hả anh Phương? Thí dụ như khoảng tầm khoảng 500 gốc là nó có khoảng gần một gốc như vậy không? Không chắc. Nhiều khi nguyên cái vườn ương là không có luôn hả? Đúng rồi, không có. Tại nó tự nhiên nó thích nó lên vậy thôi chứ. Nhờ. Có những cây nó bốn thân có. Nó dạng như nó bị ren đột biến. Đúng rồi. Mà có những cây 4 thân có, 7 thân có, nhưng mà nó hầu như trong đời nó thấy được có một lần, nó không có hoài đâu. Yeah. Còn nếu mà có nhà vườn nào hay có cách nào ấy thì anh không biết. Còn anh ấy chỉ có cây 2 thân thôi. Yeah. Nhưng mà người ta nói là có cây mấy thân luôn, 4 thân có, 7 thân có, nhưng mà 7-8 thân có, nhưng mà mình chưa thấy.
cũng nghe kể thôi chứ mình cũng chưa thấy tận mắt. Hai thân này thì em hình như là em cũng mới thấy thì phải á. Cây này em cũng rất thích á. À cái này nha, em để ý nha, em thấy nó hai thân nha, nhưng mà thấy làm như cái kiểu đó là nó khỏe hơn á, nó khỏe hơn mấy cái cây kia. Em thấy sống sống không? Yeah. Cái chiều anh mới tới nó văng đất rồi. Dịp này là mình trồng bao nhiêu cái cây dừa này, bao nhiêu cây bắp anh? Có nhiều mà người ta cũng lấy hết rồi, còn cái số này á, người ta lấy người ta chưng đủ dùng á. Dạ. Yeah. Đủ chưng Tết, còn số này còn lại. Dạ. Yeah. Còn cây dừa này cũng, cây dừa này anh có mấy cây lần mà anh dưỡng nó gửi hôm có việc. Nên nó bị cũng cây hai thân nè mà bị chết hết một thân rồi nên nó cũng mất giá trị. Nên chỉ còn có một cây nè em cũng thích lắm. Ồ vậy là em có duyên rồi đó. Anh nghĩ chắc em đó, có gọi là có duyên không? Đúng có duyên không? Nếu mà ngày mai em xuống là nhiều khi anh bán hết rồi đâu có không có gặp anh nè, rồi không có mua được cái cây dừa này. Anh nói cây bắp, cây đồ á anh có thể anh bỏ được. Nhưng mà cây dừa này anh phải ôm về á. À. Để lại anh xài á, anh nói. Nhưng mà có duyên với em rồi, có duyên với em rồi. Như thế nào đó, anh có ý khác thì ý tưởng khác thì tính nó sao. Rồi tại cái cây thì thôi để em chăm sóc đi, để em chăm sóc đi rồi anh đi lùng cây cát. Là em xin thưa với anh Phương, câu chuyện ngày hôm nay đó là em xuống đây để em kêu gọi cộng đồng mua bông của anh để mà anh về sớm. Nhưng mà rất là mừng khi mà cộng đồng đã mua bông của anh hết. Và cái thứ hai nữa là em Mạnh Thường Quân có gửi tiền đến cho em để mà gửi đến cho anh trong cái việc mà việc mà ma chay ở của vợ anh. Nhưng mà anh Phương anh là nhất quyết, từ trước tới giờ anh không có nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân. Cái này là Tu Phút khẳng định nha, là không có nhận tiền hỗ trợ từ Mạnh Thường Quân ở bất cứ kênh khác cũng như là báo đài, đúng không anh Phương? Không có nhận tiền. Nếu mà ai mua bông thì anh Phương rất là cảm ơn. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba ngày hôm nay nữa, Cú Phút khi nãy cũng đã chia sẻ về cái việc mà anh Phương bán dừa ở số 2A đường Lê Văn Chí, quận Gò Vấp. Ồ xin lỗi, quận Thủ Đức. Thì nếu mà ai ở khu vực Thủ Đức thì mua ủng hộ dừa cho anh thì anh bán xuyên suốt, quanh năm suốt tháng. Nếu mà ai muốn ủng hộ cho anh là cái thứ ba. Cái thứ tư thì cái này có thể là mấy ngày qua thì nhiều người người ta cũng đã nói, nhưng mà em xin nhắc lại đó là thành thật em và những cái người xem kênh ở trên em thành thật chia buồn với gia đình nha anh. Nhưng mà cái chuyện nó cái rủi ro cái dịp xuân rồi, bây giờ cũng không có bàn nhiều, nhưng mà mọi người cũng mong là anh vững bước trên con đường mà tiếp tục nha anh. Thật sự là cái mất mát thì vừa mới đây thôi, nhưng mà cái người mất thì cũng mất rồi, còn cái việc mình nên làm mình cũng nên làm nha anh, để con cái này nọ. Thôi em xin phép anh Phương em về, xin phép anh hai em về. Thì cái số bắp với lại cái số dừa này thì ngày mai nhờ anh hai chuyển tới chùa gần nhất giùm em nha anh hai. À, sáng còn... nay anh sẽ chuyển xuống. Dạ. Anh giúp mình em anh sẽ chuyển xuống chùa gần đây 100m thôi. Dạ. Còn riêng em là có duyên với cây dừa hai thân này thì em xin phép em đem cây dừa này về coi như là một cái kỷ niệm. Một cái này, một cái duyên em gặp anh Phương với lại anh hai đây nha. Cũng không có nặng lắm, em để lên xe được. Thôi em chào hai anh em. Rồi, có gì bạn. Không phải là lần này là gặp không lâu, có thể là tại vì em là cũng ở Thủ Đức nên là có thể là anh em mình còn gặp với nhau nha anh. Rồi.